Hướng dẫn sử dụng cách chia thuốc. Đầu tiên mở nắp bên hông, mở nắp mặt trên của hộp chia thuốc, cho thuốc vào từng ngăn. Sau đó đậy nắp lại. Đóng nắp bên hông, mỗi lần sử dụng ta mở nắp bên hông và nhấn nút ở chính giữa thì thuốc sẽ tự rơi ra ngoài theo từng ngăn. Hộp này á làm bằng từ nhựa rất an toàn cho sức khỏe. Có đường kính là 9 x 2.5. Rất phù hợp trong quá trình mình sử dụng như là đi học, đi làm, đi du lịch, trong công sở, gia đình. Thì hộp chia thuốc có rất là nhiều màu cho bạn lựa chọn sử dụng.